ơi, tất cả là ý trời, không cần phải chọn. Xin em đứng đây một lần lắng nghe dù vài giây. Con tim anh chưa từng cất lên lời yêu bấy lâu, gọi thầm tên em nơi anh mua về vì người vẫn quá xa xôi. Hay quá vậy. Xin em cho hay anh quá những giấc mơ kia, cho em chung lối anh đi. Một ngày nào hoa chiêu lá tranh quanh đầu cành, nơi anh mua về lâu. Mai chưa từng cất lên lời yêu bấy lâu, gọi thầm em trong nơi anh tìm về vì người vẫn quá xa xôi. Xin em cho anh những giấc mơ kia, cho em chung lối anh đi. Một ngày nào hoa chiêng lá tranh vênh đầu cành, chút gió lùa nhẹ bỗng rơi. Một ngày nào đó xin trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Tuấn Hiếu, là quán quân của chương trình Giọng ca bất bại 2018. Wow, hèn chi hay quá. Đó đó, bây giờ đã thời khắc đăng quang. Em ơi, em thấy hôm nay cái chị Lê Giang mặc áo đầm đẹp không? Đẹp ạ. Có thấy chưa? Thích áo rồi. Được. Đương nhiên, con chỉ biết đứng đó thôi. Nhưng mà bấm vẫn được. Ừ, tôi bấm chơi. Chị biết bây giờ là rồi, lúc mà mình chọn. Hãnh diện là chị. Đúng rồi, hãnh diện. Bây hay giờ quá. Nói thiệt với con á, nè, thời tới rồi. Hiếu ơi, hãy giới thiệu bản thân mình đi nào. Vâng, và lần đầu tiên em xin chào bốn anh chị cùng toàn thể các bạn đã có mặt tại trường quay hôm nay ạ. Ồ, hay quá. Em tên là Tuấn Hiếu và hiện tại em đang đi hát tự do. Tuấn Hiếu bao nhiêu tuổi rồi? Vâng, năm em 23 tuổi ạ. Ba còn quá trẻ. Nhỏ quá. Hồi nãy Hiếu từ trong bước ra là chị Giang có nhớ. Tại vì chị Giang có coi Hiếu thi. Cho nên là thấy quen. Thiệt. Dạ, chị nói thật lòng luôn mà. Nè, tại vì có nhiều khi á, rảnh rỗi phải coi. Cho nên thấy Hiếu á. Dễ thương. Nhưng mà thôi, em về với chị là chắc chắn là em phải về với chị rồi. Chị cảm ơn em. Chị ôm Hiếu một cái lên. Hay quá. Đó, thấy chưa? Trời ơi, bây giờ người ta mới hãnh diện nè. Coi nè, chọn là phải chọn cho tới nè. Thua đỡ nhục, chọn thành viên mạnh nhất luôn. Hiếu. Ây cha. Mời mẹ lên trên ngồi. Okay, chiến thuật okay. Cho bọn. Ok. Rồi, bây giờ đội trưởng Anh Đức sẽ thi đấu với lại Tuấn Hiếu tại vòng 1 này. Bây giờ sẽ là đoạn nhạc của chúng tôi. Đoạn nhạc này sẽ do ca sĩ của chương trình thể hiện trước để các bạn hình dung bài hát. Xin mời. Trời, được không Cơn Hiếu? Em biết bài này không? Đổi được không? Jen for me. Jen. No Jen. No Jen. Jen not Jen. Đi đi ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mờ, thành ghế đá chiều công viên. Ngày xưa đã hết rồi.
đây là thử thách 5 giây. Hãy nhớ chọn những màu vàng ạ. Và xong. 10 giây bấm chuông bắt đầu. Xin mời anh Đức. Người đi đi ngoài phố, chiều bơ ngơ bơ vơ. Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài. Hình bóng cũ người yêu xưa, còn đâu, còn đâu. Tình duyên đã lỡ rồi. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh. Biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết trọn đời đâu em. Xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tà từ. Thành phố cũ người yêu xưa, còn đâu, còn đâu. Giờ đây xin giã từ. Chúng tôi đã ghi nhận lời bài hát của anh Đức. Mặc dù nó hơi bị ồm ồm chút. Gì là vi là vào vào. Dạ bây giờ xin mời. Công sai. Dạ bây giờ xin mời Đức hãy đọc lại đáp án một lần nữa ạ. Đối với đứa dễ đầu đưa suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước. Chúng tôi sẽ ghi nhận đáp án đọc này và kết hợp với đáp án hát để đưa ra kết quả cuối cùng. Xin mời hệ thống. Về phần này thì anh lợi thế hơn em rồi. Anh Đức đã ghi được 1/3 chặng đường. Vẫn còn 2 bài hát nữa. Anh đã đi được 1/3 quãng đường. Và bây giờ là bài hát thứ hai. Xin mời hệ thống. Trời ơi, dễ nữa. Xin mời ca sĩ chương trình và ban nhạc. Một nụ hồng tặng cho mắt này, em thơ ngây bước đi trên con đường về. Một nụ hồng tặng cho mắt này, trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh. Thử thách bắt đầu. 5 giây. Dài nha. Trời ơi. Và bây giờ 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Xin mời Tuấn Hiếu. Nghe 4 cái là vô kìa. Mới có hôm nào em còn thơ ngây, bước trên con đường quen thuộc tới trường. Thế nhưng bây giờ em đã buồn lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Theo bước chân em tung tăng ngán ra trên con phố này, rồi một người ở đây và đợi chờ bóng em đi qua. Có hôm nào em còn nơi đây? Nhảy vậy. Nhưng bây giờ em đã xa rồi, để tôi một mình và anh ngồi nơi đây chờ bóng ai 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 ai. Xin đừng xa cách tôi, dù cho ngày tháng có đi qua, gió có qua mà tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi, xin đừng đi cha cha, hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng với cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mộng mơ. Em xin tươi như bông như hoa, cho ai kia hết ngay tâm hồn. Một ngày nhớ, một ngày mong, đem lại về thao thức bâng khuâng. Cho tim anh ngóng lối đời.
Xin mời Hiếu đọc lại đáp án ạ. Đêm một người ngồi đây ngóng chờ, và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Chúng tôi ghi nhận. Và bây giờ xin mời hệ thống. Vậy thì đáp án chính xác là gì? Để một người ngồi mãi thẫn thờ. Bạn đã tặng một điểm cho đội của anh Đức. Chúc mừng em. Trời ơi, như vậy là còn nói gì nữa. Chúng ta đã biết rõ phần thắng nghiêng về đội nào rồi. Nhưng mà vẫn còn một bài hát nữa. Chúng tôi coi như là thủ tục tặng cho nhau cho vui. Nào, bài hát thứ ba, xin mời hệ thống. Hả? Cô Thắm à. Ô kìa, ai như cô Thắm, con bác Năm ở xa mới về. Dáng người xinh xao xinh quá, trông ngẩn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào tung tăng nhảy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền. Mà giờ đây cô Thắm xinh như nàng tiên. Thử thách, xin mời. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Xin mời anh Đức. Em không bấm. Buông chuông. Buông luôn. Mặt hoa da vẫn thấy mắng đã tình. Mày công môi thắm nhung gấm quanh mình. Tay dù xoay chân dây tay. Nhìn cô tha thương như yếu con hoành. Bà con cô bác ai nấy khen thầm. Ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ô kìa ai như cô Thắm, trong dáng hoa gấm hoa đàn đài. Ê mà hôm nay cô Thắm không khác chi các cô làng ta. Trong bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba duyên quê ấy mà. Cùng chị em chân đất cô đi chờ xa. Chị ra cô Thắm em mến thân người. Bây giờ đọc lại mới ghê nè. Lo tập trung câu sau, hát quên câu trước. Câu trước nãy bị á. Không, nhưng mà câu đó không có tính. Ok, trong dáng hoa, trong dáng hoa gấm hoa là trang đài. Đọc nè, giờ tính nè. Thế mà hôm nay cô Thắm không khác chi các cô làng ta. Ghi nhận đáp án của anh Đức. Kết quả hệ thống, xin mời. Cảm ơn em đã nhường cho anh. Vòng đầu tiên, chiến thắng tuyệt đối nghiêng về đội Mạnh Mai. Yeah, cảm ơn Huy. Và đội Mạnh Mai đã nhận về giải thưởng 3 triệu đồng cho mình. Ổn không mẹ? Thì theo như là chắc không ổn mà. Dòng sao mẹ gửi lại được mà. Được không? Con nghĩ là được. Cố gắng, cố gắng. Tại vì mẹ cũng thuộc lời nhiều bài đó. Đâu có thuộc bài nào. Ủa vậy hả? Vậy thôi.